thông báo đại lễ Phật đản Phật lịch 2561. Hàng năm, cứ vào trung tuần tháng 4 âm lịch, muôn người con Phật khắp nơi trên thế giới hân hoan mừng Phật đản sinh. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thiện Long, viện chủ chùa Phật Tổ, đảm trách ngày mừng Phật đản tại Mile Square Park vào hai ngày 22 và 23 tháng 4 năm 2017, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng ngày Chủ nhật 23 tháng 4 sẽ có chương trình cúng dường trai tăng 500 vị cao tăng lúc 10 giờ sáng. Xin quý vị hoan hỷ tham dự đông đủ để chương trình thêm phần long trọng. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Tịnh Nguyện 714-363-8528. Thay mặt ban tổ chức, Cộng đồng Phật giáo Nam Cali trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Thiện Long trân trọng thông báo và kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con đi đầu đảnh lễ quý hòa thượng, thượng tọa và chào chú Huỳnh Tấn Lê và sư cô. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý Phật tử và các thính giả. Ngày hôm nay sư cô có mặt trong chương trình của hệ thống công ty, nó khác hẳn trong những chương trình trước đây. Lần này là lần thứ hai mà sư cô rất là vinh dự được ngồi cùng show trong chương trình đại lễ Phật đản. Trước đây thì 2014, bây giờ là 2017 rồi. Vâng, kính thưa quý khán thính giả, ngày hôm nay sư cô rất là hân hạnh cung thỉnh quý hòa thượng, thượng tọa cùng chú Huỳnh Tấn Lê lên đây để chia sẻ về cái chương trình đại lễ Phật đản diễn ra tại miền Nam California rất là long trọng và rất là lớn. Phải nói là một cái chương trình rất đặc biệt trong ngày hôm nay. Trước hết thì con xin đi đầu đảnh lễ quý hòa thượng, thượng tọa và chú Lê, và xin trân trọng giới thiệu cùng tất cả quý Phật tử xa gần và đặc biệt là quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình trực tiếp của Lido Sài Gòn TV ngày hôm nay. Trước hết thì con xin trân trọng đi đầu đảnh lễ giới thiệu Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ tịch Nội vụ Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, Viện chủ chùa Bát Nhã, thành viên Hội đồng Chứng minh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 năm 2017. Và người kế tiếp là Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, Viện chủ chùa Phật Đà, Tu viện Pháp Vương San Diego, Tổng Thư ký Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 năm 2017. Yeah. Và người kế tiếp, xin trân trọng giới thiệu đến Tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, Trưởng Ban Điều hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561-2017. Và người kế tiếp, con xin đi đầu giới thiệu Thượng tọa Thích Tánh Thánh Minh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, Phụ tá Trưởng Ban Điều họp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561-2017, Viện chủ chùa Hội Phước New Mexico. Đó là những quý hòa thượng, thượng tọa và chú Huỳnh Tấn Lê mà sư cô rất là vinh dự và rất là hạnh phúc được thỉnh quý ngài lên đây trong chương trình của hệ thống công ty EP Princess mà quý vị thường xem vào mỗi ngày thứ sáu từ 7 giờ đến 7:30 của Lido Sài Gòn TV ngày hôm nay. Trước hết sư cô rất là cảm ơn đến ban giám đốc hệ thống và các anh em điều hợp chương trình đã thu xếp và chuẩn bị cho chương trình trực tiếp ngày hôm nay để chúng ta hoảng bá và mời tất cả quý Phật tử cùng tất cả quý khán thính giả khắp nơi về tham dự đại lễ Phật đản diễn ra rất là long trọng, rất là lớn, trang nghiêm, sẽ được diễn ra tại Nam California Mile Square Park vào ngày chiều 22 là thứ bảy, ngày trọng đại là ngày Chủ nhật 23 tháng 4 này. Kính thưa quý vị, trước hết con đi đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ tịch Nội vụ Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, Viện chủ chùa Bát Nhã, thành viên Hội đồng Chứng minh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561-2017 năm nay. Con xin cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi trân trọng kính chào Tiêu Tôn Hòa Thượng, Tiêu Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni. Và kính thưa quý vị, mỗi năm trên 20 năm qua,
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ đều có tổ chức ngày lễ Phật đản chung. Rồi từ khi được phép của hội đồng giám sát quần hạt Orange County cho một cái giấy phép hàng năm như vậy là giáo hội được tổ chức ngày lễ Phật đản chung. Tại sao giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ luôn luôn phối hợp với tất cả các ngôi chùa, tự viện và các tổ chức Phật giáo ở Orange County nói riêng, miền Nam California và tất cả các vùng phụ cận nói chung, là vì chúng ta đã thấy rằng cái ngày lễ Phật đản tất cả các chùa đều có tổ chức riêng biệt. Tuy nhiên, mình để nói lên một tiếng nói chung của Phật giáo đồ gần như là toàn quốc, mà cái thủ phủ chính của chúng ta đó là vùng Orange County, miền Nam California, là một cái nơi mà tất cả những cái sự vụ của cộng đồng Việt Nam của chúng ta xảy ra đều có mặt tại Orange County. Bao nhiêu cặp mắt từ quốc nội lẫn hải ngoại đều chú ý về cộng đồng của chúng ta. Và hơn nữa là Phật giáo luôn luôn hò hợp với tất cả từ tăng tín đồ. Vì vậy, cái ngày lễ Phật đản là một ngày lễ chung để cho tất cả quý thầy, quý cô, toàn thể quý đạo hữu, tất cả các chùa để ngồi chung lại. Chúng ta tổ chức một ngày thiêng liêng để nói lên cái tấm thẩm tình chung và sự đoàn kết, hò hợp chung với tất cả ngôi chùa. Do đó cho nên giáo hội đã đưa ra cái thông tư chung và yêu cầu tất cả các chùa đều nên tham gia đến ngày tổ chức này. Vì vậy, với sự ưu báo ái của giáo hội trên 20 năm qua, mà mỗi năm giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đều phối hợp với tất cả các chùa đều làm lễ Phật đản. Năm nay chỉ còn có mấy ngày nữa thôi, là thứ bảy và chủ nhật này, 22, 23 tháng 4 năm 2017, giáo hội tổ chức 2 ngày để mà làm lễ kỷ niệm Đức Từ Vụ Thích Ca Mâu Ni. Và tại địa điểm mà giáo hội đã chọn năm nay, đó là tại Maxwell Park, tức là giữa góc đường Euclid và đường Brockhurst. Vì vậy, chúng tôi xin đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ trân trọng kính cung thỉnh Chư Tôn Đức Giáo Phẩm và Chư Tôn Đức Tăng Ni khắp mọi nơi, nếu các ngài có đầy đủ thiện duyên nên về để tham dự buổi lễ chung này. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng và nhất là đồng hương thân yêu của chúng ta đang sống, nhất là miền Nam California và như các nơi có về đây để nghỉ phép, thì chúng tôi xin mời hết tất cả quý vị về tham dự. Thưa quý vị, ngày lễ này không phải đặc thù riêng cho Phật giáo, mà nó trở thành một ngày lễ của dân tộc, và nói đúng hơn nữa đây là ngày văn hóa của nhân loại. Vì Phật giáo ngày nay đã bàn bạc khắp mọi nơi trên năm châu bốn bể, và tất cả mọi nhà trí thức đều nhận rằng Phật giáo tức là một nền văn hóa chung của nhân loại. Vì vậy, chúng tôi xin mời hết tất cả quý vị về tham dự buổi lễ. Và chúng tôi mong rằng tất cả các em trẻ, tức là giới thanh niên, các con đã xét rằng quý thầy, quý chú bác là coi như tuổi đã lớn hết rồi. Thì cái sứ mệnh thiêng liêng sau này là ai? Đặt trọn niềm tin đến các con. Và cho nên mong rằng các con cố gắng nhín thì giờ để về để tham dự. Và nhắc lại những cái giai đoạn mà lịch sử đang biến cố ở tại quê nhà của chúng ta. Đó. Chúng ta đã vừa thấy bao nhiêu biến cố như vậy, mà nếu như trường hợp các con không tiếp tay để cho rờ rã cái cộng đồng của chúng ta, nhất là nhìn lên màn ảnh mà thấy toàn là người ông già bà cả không, cái đó là cái lỗi lớn của tất cả các con. Vì vậy mong rằng các con cố gắng nhín thời gian để về để góp lời cầu nguyện, cũng như là để có một bàn tay đóng góp chung để cho cộng đồng của chúng ta càng ngày càng phát triển mạnh. Đó là lời mong cầu của chúng tôi. Và sau đây xin mời cô. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin đề đầu đảnh lễ cảm ơn Hòa Thượng rất là nhiều đã có đôi lời đến với quý Phật tử và khán giả khắp nơi của chương trình trực tiếp truyền hình Lido Sài Gòn TV ngày hôm nay.
Và người kế tiếp con xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ trừ Phật Đà, Tu viện Pháp Vương San Diego, Tổng Thư ký Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2561. Xin Hòa Thượng có đôi lời đến quý Phật tử và khách hàng cũng như khán giả khắp nơi trên toàn thế giới. Xin. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý khán thính giả của Đài Liro Sài Gòn TV. Kính thưa liệt quý vị. Mùa Phật Đản năm nay lại về trong lòng của người con Phật mến thương ở nơi đây hay khắp tất cả mọi nẻo đường đất nước trên thế giới. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ phối hợp với cộng đồng Phật giáo miền Nam California đồng tổ chức chương trình đại lễ Phật Đản Phật lịch 2561. Cứ mỗi mùa Phật Đản về thì giáo hội cũng như các tự viện miền Nam California nói riêng và cộng đồng Phật giáo trên thế giới đều hân hoan chào mừng ngày Đức Phật thị hiện vào đời, tạo lấy cái sự bình yên hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Chính vì cái sự ra đời của Đấng Thế Tôn là để đánh dấu một cái chứng tích lịch sử trọng đại cho chư thiên và loài người. Chứng tích lịch sử trọng đại ấy là cái bức thông điệp hòa bình được tuyên đọc đến cho con người và tất cả mọi loài chúng sinh. Chính vì tinh thần hòa bình đó mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ năm nay đã lấy chủ đề là Phật giáo và hòa bình, tự do, dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam. Nói như thế đó để cho chúng ta nhớ lại rằng vào năm 1999, Liên Hiệp Quốc đã lấy ngày Đức Phật đản sinh làm ngày hòa bình cho thế giới. Chính vì tinh thần hòa bình đó mà Đạo Phật đã luôn hiện hữu trong từng mỗi tâm thức của con người, đã luôn hiện hữu trong từng sự sinh hoạt của mỗi gia đình, đã luôn hiện hữu trong từng quốc gia và xã hội. Và với ý nghĩa đó, mùa Phật Đản năm nay chúng tôi trân trọng kính gửi đến lời mời một cách nồng nhiệt để cho chúng ta cùng có mặt trong chương trình đại lễ Phật Đản năm nay, cùng thấy được rằng chúng ta hiện hữu, chúng ta sống trong một môi sinh, trong một môi trường, trong một xã hội, mà môi sinh, môi trường, xã hội đó là nơi quê hương này có đầy đủ mọi thứ tự do, có đầy đủ mọi cái đời sống vật chất, và tốt hơn nữa đó là cái sự tự do của đời sống tâm linh. Chính vì sự tự do của đời sống tâm linh đó mà mong rằng quý Phật tử hay không là Phật tử, cộng đồng người Việt quốc gia hay là cộng đồng của thế giới Tây Phương ngày hôm nay, chúng ta đều hân hoan chào mừng ngày Đức Phật ra đời. Để từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng chúng ta sống cho bản thân của chúng ta, thì đồng thời chúng ta cũng nghĩ đến cái đời sống của con người và các loài sinh động vật khác trên hành tinh này. Mà ngày Đức Phật ra đời là ngày mà được tôn trọng cái sự sống của con người, nuôi dưỡng cái đời sống của sinh vật, mà cái giới thứ nhất đối với Phật giáo đó là không được sát sanh. Chính vì cái ý nghĩa đó mà mong rằng chúng ta có mặt một cách đầy đủ trên Chư Tôn Đức Tăng Già và cộng đồng Phật tử Việt Nam tại hải ngoại này. Đó là ý nghĩa và mong muốn của ban tổ chức. Chúng con thành tâm kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và trân trọng kính chào toàn thể quý khán thính giả của Đài Liro Sài Gòn TV. Kính chúc quý vị một buổi chiều thật an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con
Xin cảm ơn Hòa Thượng đã sơ lược qua cái ý nghĩa của ngày Đại lễ Phật Đản sẽ diễn ra tại miền Nam California vào 2 ngày chiều thứ Bảy 22 và trọn ngày 23 tháng 4 2017. Kính thưa quý khán thính giả, theo lời mời của hai Hòa Thượng vừa qua, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí và Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu đã trân trọng mời tất cả chư tôn thiền đức tăng ni cùng tất cả quý Phật tử cũng như quý khán thính giả khắp nơi để về tham dự ngày đại lễ. Sư cô xin trân trọng mời tất cả quý vị nào mà đang theo dõi chương trình có thấy được, có nghe được thì cùng trở về để tham dự ngày trọng đại này. Xin giới thiệu cùng tất cả quý vị là cái đường đi rất là tiện, trên đường Brockhurst và giữa đường Brockhurst và Edinger và McFadden mà quý vị đi lên đó, thì vừa ngay góc Edinger và Brockhurst, còn bên kia đó là đường Euclid. Nếu mà quý vị đi từ freeway mà 405 xuống thì quý vị đi vào đường Brockhurst thì cái park, My Square Park nó nằm bên tay phải trên đường Brockhurst, thì quý vị sẽ thấy My Square Park rất là lớn, quý vị không thể nào miss được. Còn quý vị đi từ ở nơi nào đến mà cái trọng điểm là Lido Sài Gòn đó thì quý vị lên đường Brockhurst, quý vị quẹo phải, thì khi quẹo phải quý vị đến Edinger, quý vị quẹo trái thì vào cái khu My Square Park bên tay phải, rất là rộng mà rất là lớn. Hàng năm trong những năm vừa qua thì Đại lễ Phật Đản đều diễn ra tại My Square Park. Thưa quý vị, đó là cái điều mà sư cô biết được trong chi tiết. Và người kế tiếp con xin đê đầu đảnh lễ Thượng Tọa con xin đê đầu đảnh lễ thỉnh Thượng Tọa Thích Thanh Minh. Thanh Minh là Tổng vụ trưởng Tổng vụ cư sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, phụ tá trưởng ban điều họp Đại lễ Phật Đản năm nay 2561 và năm 2017, viện chủ chùa Hội Phước New Mexico. Thượng tọa đến rất là xa nhưng mà con biết được Hòa Thượng biết coi như điều họp chương trình thì có rất là nhiều chi tiết để trình bạch cùng tất cả quý Phật tử và khán giả khắp nơi. Thưa kính thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Lễ Phật Đản không chỉ dành riêng cho tín đồ Phật tử mà Đại lễ Phật Đản đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tâm linh của thế giới. Riêng tại miền Nam Cali, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ kết hợp với cộng đồng Phật giáo Nam Cali đã tổ chức sớm nhất chương trình Đại lễ Phật Đản. Và trong những năm qua, được chính quyền liên bang và tiểu bang công nhận đây là một tổ chức mở đầu cho cái tháng của Phật Đản, mà nhiều năm qua tất cả các giới chức chính quyền đều là công nhận điều đó. Cho nên năm nay con là một thành viên được với Ngài chỉ định và cho con được làm lễ thỉnh chư hương linh cũng như là lễ khai mạc. Do đó mà con xin trình bày với chư tổng đức và quý khán thính giả, được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của quý vị đại diện cho Vương lực Việt Nam Cộng Hòa đã hỗ trợ một đoàn xe rip đã đến tại ngày thứ Bảy lúc 3:10 đến tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, sau đó thỉnh chư vị anh linh chiến sĩ và về tại đài thiền nhân lúc 3:30. Thiền nhân ở đang nằm trong Massive Bạc. Bên này có kết hợp với bên đại đạo Cao Đài cũng như châu đạo Cao Đài và tất cả quý Phật tử và tất cả các hội đoàn đã về tại nơi công viên của Big Family, nhất là tại tượng đài Thiền Nhân Việt Nam, là một cái lễ lớn để mà rước chư hương linh. Sau đó là một đoàn sẽ tiến hành về tại tôn tượng Trần Hưng Đạo ở trong cái nơi địa điểm chính. Do đó mà chúng tôi xin kính mời với Phật tử ngày mai cùng nhau đi để rước thỉnh chư hương linh về dự đá. Và sau đúng là 5:00 chiều sẽ là lễ khai mạc, và sau lễ khai mạc sẽ là lễ cúng cho chư hương linh và chương trình văn nghệ được tiếp diễn. Đó là chương trình mà chúng tôi được chư tôn đức đã đảm nhận. A Di Đà Phật, kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự đông đủ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con thỉnh Hòa Thượng Nguyên Trí. Tôi xin bổ túc thêm vấn đề này chút xíu. Thưa quý vị, cái ngày 30 tháng 4 là ngày chúng ta không thể nào quên được. Biết bao nhiêu quân can chính, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chết ngày đó. Chúng ta đã biết 5 vị tướng mà chúng ta đã nằm lòng.
và bao nhiêu binh sĩ, nhất là tại tại đài kỷ niệm liệt sĩ ở tại thành phố Westminster. Thì năm nay giáo hội sẽ tổ chức một buổi lễ cung thỉnh các ngài, các anh em chiến sĩ quân lực Việt Nam của họ đã tử tiết vì vấn đề lý tưởng tự do, và cũng như cung thỉnh tất cả các vị thuyền nhân đã chết. Vì vậy tôi nghĩ rằng trong chúng ta không ai ít nhiều đều có những thân nhân chết vượt biên hoặc giả là trong quân lực Việt Nam của họ. Vì vậy một cái ngày trọng đại như vậy, một ngày nhớ ơn vô cùng, các anh nằm xuống để chúng ta được sống ngày hôm nay. Vì vậy đạo Phật tức là đạo nhớ ơn và biết ơn, tri ơn. Vì vậy chúng tôi mong rằng quý vị hãy cố gắng về lễ đài để đốt nén nhang, để cầu nguyện, nhất là những người đã có thân nhân chết ngày 30 tháng 4. Và cũng như là trong vòng thời gian mấy chục năm tham chiến, quân lực Việt Nam của họ đã chết. Vì vậy mong rằng quý vị cố gắng hơn nữa về để tham dự. Và thưa quý vị, một điều thứ hai là chúng tôi trong ban tổ chức đã mượn thêm một bà kilot, đó là chùa Bạch Nhã nằm trên đường Bonsa Hà Nội dài. Thì quý vị đậu xe tại chùa Bạch Nhã, và trước mặt chùa Bạch Nhã có một cái bà kilot của nhà trường nữa, thành cho nên hai nơi chứa trên 400-500 chiếc xe, cho nên quý vị không sợ thiếu chỗ đậu xe. Và luôn luôn chúng tôi cho xe bus đến nơi để rước toàn thể đồng bào đậu xe nơi đó, thành cho nên quý vị không có sợ là không có xe đi, quý vị cứ dũng dạc đến đó để rồi ban tổ chức sẽ đưa quý vị đến nơi địa điểm hành lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Nguyên Trí đã cho thêm chi tiết cho quý Phật tử cùng khán thính giả khắp nơi đều biết. Kính thưa quý vị, chùa Bát Nhã rất là tiện đường mà quý vị đến. Bởi vì nếu mà quý vị đã biết tin tức rồi thì sư cô xin chia sẻ với quý vị là chùa Bát Nhã nằm trên đường số 1 nối dài với đường Bô Sa từ Phước Lộc Thọ đi lên. Thành ra Hòa Thượng có thưa với quý vị là ngay cái chỗ chùa Bát Nhã trên đường Bô Sa nối liền với đường số 1 đó, thì có hàng trăm chỗ parking và bên đó mượn của trường nữa. Tuy nhiên quý vị đậu xe hết ở My Spare Park rồi thì ở tại chùa, và nơi đó có provide những cái xe bus để quý vị cùng đi, cho nên cái chuyện mà đậu xe và không có chỗ đậu thì quý vị an tâm. Sư cô biết được trong những năm vừa qua thì từ hàng chục ngàn người để về tham dự đại lễ Phật đản, cho nên hy vọng là năm nay càng đông hơn và quý vị an tâm hơn là sẽ có rất là nhiều chỗ đậu xe, cho nên quý vị đi cùng với gia đình, bạn bè, người thân của mình, cả dòng họ mình về để đảnh lễ Phật thì đây là một cái điều rất là có ý nghĩa. Sư cô xin chân thành xin đại diện cho ban tổ chức để trân trọng kính mời tất cả quý vị khán thính giả và Phật tử khắp nơi. Và bây giờ đó thì lần lượt sư cô sẽ mời chú Huỳnh Tấn Lê, một trong vị trí rất là quan trọng mà trong những ngày tháng qua sư cô đi công tác. Rồi sư cô biết được là chú Lê lo rất là nhiều bao quát chương trình. Thì ngày hôm nay trong giờ phút này xin mời chú Huỳnh Tấn Lê là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, trưởng ban điều hành đại lễ Phật đản Phật lịch năm 2561 năm 2017. Thì chú xin chú cho phép khán giả biết được tất cả những chi tiết và những cái chương trình sẽ diễn ra tổng quát và bao gồm như thế nào và sẽ đến đâu rồi. Dạ, xin cảm ơn sư cô Ngọc Liên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức và kính thưa quý khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV. Kính bạch nhị vị hòa thượng, thưa thượng tọa Thánh Minh, và thưa quý vị, chúng ta còn 2 ngày nữa là đến ngày lễ chính thức. Chiều mai là buổi lễ cắt băng khánh thành cũng như rước những anh linh về an vị tại My Square Park. Và đại lễ Phật đản năm nay do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ cộng tác với các tự viện tại miền Nam California là một đại lễ Phật đản truyền thống từ nhiều năm. Và trước đây 3 năm, Hội đồng Giám sát quận Cam đã ký một cái nghị quyết, một resolution để công nhận là hàng năm vào weekend âm lịch chót cùng của tháng 3 là ngày lễ Phật đản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và các tự viện tại miền Nam California, để mở màn cho đại lễ Phật đản khắp Hoa Kỳ, khắp nơi tại Hoa Kỳ.
và trong suốt tháng 4 âm lịch. Và một số chi tiết chúng tôi cũng cần xin được loan báo đến tất cả quý đồng hương Phật tử, là thứ nhất là gian hàng đặc biệt năm này chỉ có cho những gian hàng free. Quý vị nào muốn bán thức ăn, muốn bán thức ăn chay, muốn văn gian hàng văn hóa Phật giáo thì quý vị hãy liên lạc với chúng tôi ngày mai tại My Square Park. Và hôm ngày hôm qua cũng như hôm nay cũng đã có một số người đến để sign up, thì quý vị phải mang theo bàn ghế, mang theo một cái lều lớn nhất là khoảng 10 by 10, 10 square feet. Thì mang bàn, mang ghế và mang những cái banner quảng cáo, quý vị sẽ được có một gian hàng tự do. Ở đây có rất đông người sẽ đến, hơn 20.000 người sẽ có mặt tại đây trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Thưa quý vị, về vấn đề thức ăn, quý vị đến đây cả ngày, ngay cả ngày thứ Bảy và ngay cả hôm nay ngày thứ Sáu và hôm qua ngày thứ Năm cũng đều do các chùa đều tình nguyện và mang nhiều thức ăn đến, và đồng bào ăn không nghĩa là nhiều thức ăn hơn là nhiều đồng hương Phật tử có mặt để mà dùng thức ăn. Do đó trong ngày Chủ nhật thì chùa Phật Tổ sẽ lo thức ăn. Người mà nấu ăn đã lưng danh khắp Hoa Kỳ đó là Đại Đức Thường Tịnh, đã chuẩn bị trong suốt mấy ngày nay. Do đó quý vị đến đây sẽ không phải lo gì thức ăn hết, ở cả ngày cũng không sao. Chỗ đậu xe năm này tương đối rất là dễ. Trong suốt ngày thứ Năm, tức là ngày hôm qua, thứ Sáu, thứ Bảy là Hội đồng Giám sát Quận Cam qua ông Supervisor Andrew Đỗ và ông Phụ tá Lê Công Tâm đã can thiệp cho chúng tôi ra vô tự do. Tất cả mọi người trong ban tổ chức đều ra vô tự do một cách dễ dàng, và ngay cả những đồng bào tò mò cũng đi vào vô luôn. Và ngày Chủ nhật thì sẽ có 600 chỗ đậu xe free, 500 người đầu tiên sẽ có free. Chúng tôi đang có trên xe cái 500 cái ticket để anh em phụ trách về an ninh sẽ phát. Quý vị ngay trên lối vô trên đường Edinger và đường War, Edinger và đường War, thì quý vị không phải lo gì hết. Về vấn đề đậu xe thì như Hòa Thượng Nguyên Trí vừa trình bày là ngoài cái việc đậu xe tại chùa Bát Nhã và tại cái trường học đối diện với chùa Bát Nhã, sẽ có một số anh em nhân viên trong ban trật tự ở đó, cũng như có những xe bus màu vàng sẽ chở quý vị đi và về trong khu vực đó. Quý vị có thể đậu xe ở trên My Square Park mà bên đường Brookhurst, và đậu xe xong quý vị cứ đứng ở bên ngoài, tập trung lại đúng bên ngoài xe bus khoảng 15-20 phút sẽ có một chiếc xe chở đi và về. Quý vị sẽ không phải gì phải lo hết. Nếu quý vị đậu xe ở những cái nhà ở chung quanh My Square Park thì quý vị nhớ rằng trên đường Edinger và đi trên đường Euclid, quý vị nhớ gần bên cái ao, người ta gọi là ao vịt, ao mà nuôi vịt ở tại đó. Và quý vị thấy những cái hồ đó là thấy cái địa điểm chúng tôi là cùng một địa điểm mà cộng đồng đã tổ chức trong những cái dịp Tết vừa qua, trong dịp Tết vừa qua. Thưa quý vị, một cái chương trình đặc biệt của năm này là cúng dường trai tăng. Một Phật tử của chùa Phật Tổ đã tình nguyện cúng dường 500 phần cho chư tăng tại đây. Và ngoài ra hàng trăm người gia đình cũng đã tình nguyện để cúng dường mỗi năm. Xin quý vị hãy có mặt lúc 10 giờ rưỡi để bắt đầu 11 giờ chúng ta sẽ có chương trình cúng dường trai tăng, sẽ sắp xếp tất cả quý vị vào, sẽ có rất là trật tự, cái chỗ rất rộng rãi để quý vị đi vào và cúng dường tất cả các chư tăng, ai cúng dường nhiều ít gì cũng được hết. Xin quý vị chuẩn bị nhiều bao thơ để mà cúng dường. Về vấn đề diễn hành năm này thì đoàn xe diễn hành motorcycle gần 40 chiếc xe, cũng như một đoàn xe jeep của quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn có khoảng 7 chiếc xe sẽ tập trung tại chùa Bát Nhã mới và sẽ bắt đầu khởi hành đi từ lúc 10 giờ 30 sáng lên các đường phố Bosa và sẽ đi lên đường Bosa, đường Magnolia, đường Westminster, trở lại đường Brookhurst và đi về một vòng cho My Square Park để coi như làm quạt náo. Đây là chương trình Phật đản trước giờ khai mạc tại My Square Park. Thưa quý vị, về một chương trình khác như một cái thuốc bổ của ngày Phật đản, đó là vấn đề thuyết pháp, thì năm nay có rất nhiều chư tăng đến từ khắp nơi, từ các châu lục cũng như từ các tiểu bang ở Hoa Kỳ, và sẽ cung thỉnh những chư tôn thiền đức để mỗi người sẽ thuyết pháp khoảng 10-15 phút và xen kẽ trong tất cả những chương trình văn nghệ trong cả ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, đặc biệt là chương trình thuyết pháp về vấn đề hiện tình đất nước cũng như về ý nghĩa Phật đản do Hòa Thượng Thông Hải và một số chư tôn đức ngoại quốc cũng sẽ nói chuyện và thuyết pháp bằng tiếng Anh trong giờ buổi trưa, tức là giờ quan trọng nhất. Thì đúng 12 giờ, đúng 11 giờ rưỡi, khoảng 11 giờ rưỡi gần đến 12 giờ thì ban tổ chức sẽ tác bạch và cung nghinh chư tôn đức quang lâm lễ đài để chuẩn bị nghi thức tôn giáo. Sau phần cầu nguyện của nghi thức tôn giáo, nghi thức năm tông và bát tông thì sau đó là những bài thuyết pháp quan trọng về tiếng Anh và tiếng Việt của Hòa Thượng Thông Hải cũng như một số chư tôn đức ngoại quốc khác. Thưa quý vị, chương trình khai mạc hành chánh được chia ra khác với chương trình khai mạc tôn giáo, vì quý thầy phải chờ đợi quá lâu cho nên, và ngày đây là ngày đại lễ Phật đản chứ không, cho nên đưa vấn đề hành chánh ra đằng sau. Thì đúng 2 giờ sẽ là vấn đề khai mạc hành chánh
và sẽ có sự hiện diện đông đảo của các viên chức đại diện đoàn thể chính quyền và cộng đồng. Sẽ có những diễn văn khai mạc cũng như diễn văn chúc mừng, và tất cả những vị đại diện các đoàn thể cũng sẽ lên sân khấu để mà nói mỗi người một vài phút. Thưa quý vị, sau khi cái chương trình này chấm dứt, cũng có một số bài thuyết trình về hiện tình đất nước sẽ được trình bày trong cả hai phần Anh và Việt. Rồi đến một cái chương trình văn nghệ từ 3 giờ trở đi, không phải là chương trình văn nghệ suốt, nhưng mà có một chương trình văn nghệ xen kẽ với cái phần thuyết pháp 5-10 phút kéo dài cho đến 9 năm nay ban Hội đồng Giám sát và qua Andrew Đỗ cho chúng tôi đến 10 giờ đêm. 10 giờ đêm mới rời khỏi Mai Square Park. Thì trong suốt những ngày qua, có một Phật tử mới, có một điều rất mới lạ là cái lễ đài, cái cổng chào của Mai Square Park rất là vĩ đại. Mà chiều nay ông giám sát viên Andrew Đỗ thấy cũng giống như chúng tôi đã dùng cả hàng trăm bao xi măng để mà làm, nhưng thực sự này chỉ cần hai người khiêng lên thôi. Và rất đẹp và rất vững vàng. Cũng như trên lễ đài, anh sẽ làm những cái trụ lớn, mà cái trụ đó chỉ cần nửa người, không một người cũng khiêng được nữa. Và chương trình rất là quy mô và đẹp. Cái đó là những cái điểm mới của năm nay. Dạ, xin cảm ơn sư cô. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chú Huỳnh Thanh Lê rất là nhiều. Kính thưa quý vị vừa rồi đã theo dõi một chương trình 30 phút qua quý hòa thượng thượng tòa và chú Huỳnh Tấn Lê đã trình bày trong cái buổi lễ đại lễ Phật Đản sẽ diễn ra vào ngày mai thứ bảy chiều mai và ngày chủ nhật, một cái chương trình đại lễ Phật Đản rất là lớn được diễn ra tại Mai Square Park 2017 năm nay. Như chương trình đã trình bày, quý vị không cần phải lo phần ẩm thực, đã có các chùa lo cho quý vị rồi, quý vị chỉ đến đó có một chương trình thì quý vị tham dự cả ngày chủ nhật mà thôi. Đó là cái điều mà sư cô nghĩ rằng quý vị an tâm vấn đề đó. Còn ở chỗ parking cũng đã có ban tổ chức lo rồi. Nếu đến cái phần hỗ trợ của chánh quyền tại miền Nam California, con xin đê đầu đảnh lễ, xin phép quý hòa thượng, xin đại diện ban tổ chức cảm ơn quý chính quyền tại miền Nam California cũng như các hội đoàn cộng đồng tại miền Nam luôn luôn ủng hộ cho Hội Phật giáo, Đại giáo hội Phật giáo Thống nhất Hoa Kỳ. Hy vọng là quý vị luôn luôn hỗ trợ đứng bên cạnh về tôn giáo và cũng như tất cả cộng đồng của chúng ta tại miền Nam California, đặc biệt hiện tại và trong tương lai. Xin tri ân quý vị rất là nhiều. Xin cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho từng quý vị và gia đình quý vị được nhiều phước báo, sức khỏe và thân tâm luôn luôn an lạc và luôn luôn có những cái công việc hanh thông trong đời sống của quý vị, để cho quý vị có những cái cuộc đời thấy vinh quang và thoải mái hơn, có ý nghĩa hơn trong cuộc đời này. Xin một lần nữa, sư cô xin thay mặt cho tất cả trong ban tổ chức xin trân trọng kính mời tất cả quý khán thính giả khắp nơi, Phật tử xa gần đến với đại lễ Phật Đản diễn ra vào chiều mai là chiều thứ bảy 22 và 23 tháng 4 2017 tại Mai Square Park tại Nam California. Quý vị đi đâu thì đi, quý vị đừng quên đại lễ Phật Đản vào ngày mai, vào ngày chủ nhật quý vị nhé. Xin trân trọng kính mời tất cả quý vị và con xin đi đầu đảnh lễ quý hòa thượng thượng tọa chú và xin cầu nguyện chư Phật mười phương cho quý hòa thượng nhiều sức khỏe, Phật sự viên thành và thân tâm an lạc. Cảm ơn chú Lê và xin trân trọng cảm ơn đến ban giám đốc của hệ thống Lý Đô Sài Gòn TV và tất cả anh chị em đã lo chương trình này, và xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả Phật tử đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính chào tạm biệt.